Quý vị thân mến, vào những ngày hè oi bức, lớp trang điểm nhanh trôi và dễ bị xỉn màu là nỗi ám ảnh của mọi phụ nữ. Có bao giờ bạn băn khoăn về một lớp nền căng mướt, ráo mịn, bền lâu cả ngày dài? Hãy cùng Năng Động Khỏe và Đẹp điểm qua những bí quyết trang điểm lâu trôi dành cho mùa hè đến từ beauty blogger Liên Anh Nguyễn nhé! 5 bí quyết để mà có một lớp trang điểm đẹp cho ngày mùa hè mà lại lâu trôi, đó là: một là bạn phải dưỡng da thật là kỹ. Khi mà da đủ ẩm thì nó sẽ ít tiết dầu hơn và giúp cho cái lớp trang điểm của bạn ít trôi hơn. Điều thứ hai là khi mà bạn đánh các lớp thì các bạn có thể dùng một cái miếng bông mút thấm nước vắt kiệt đi để đánh các cái lớp phấn nền. Như vậy sẽ giúp cho lớp phấn nền của mình mỏng nhẹ, lâu trôi. Và cái thứ ba là sau khi mà đánh nền xong, các bạn có thể dùng một ít phấn phủ không màu để có thể phủ lại, giúp lớp phấn của mình cố định, không di chuyển. Điều thứ tư là khi mà nửa ngày các bạn bị tiết dầu, các bạn có thể dùng cái miếng giấy thấm dầu mà dạng phim. Cái dạng phim nó sẽ giúp cho cái lớp trang điểm của mình ít xô lệch hơn là dạng giấy, cũng như là thân thiện với làn da của mình hơn. Và cái cuối cùng, nếu mà bạn muốn trang lớp trang điểm của mình thật là lâu trôi thì các bạn có thể dùng các loại mỹ phẩm có waterproof này, long lasting này, hoặc là full coverage. Vì khi dùng các cái sản phẩm như vậy thì hiệu ứng sản phẩm trên da sẽ lâu trôi hơn rất là nhiều.